Yeah. Rồi. Ok anh em ơi, đây. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tháo đây, còn cả hai hôm nữa đi Sài Gòn thôi. Nên là sáng hôm nay mình quyết định thương cho mấy anh nhỏ sống mình một cái món ăn. Đó là khoai tây, ấy vô rất sớm luôn. Mới có 6 giờ là máy là đã vô rồi. Bây giờ mình sẽ vô lấy hũ khoai tây siêu cay ra để thử thách tụi nó ăn nha. Để cho tụi nó ăn. Đây anh em ơi, đây là hũ khoai tây siêu cay nha. Ấy, nếu mà thằng nào mà ăn được hết cỡ nửa hũ này á thì tôi sẽ thương cho tụi nó 50 nghìn nha anh em. Ấy, thương nhỏ thôi, thương lớn quá không có tiền thưởng anh em ơi. Rồi, bây giờ thằng nào tụi hết ăn đâu? Em. Nào vô đây. Em. Rồi, thôi lại đây hết luôn, có hàng luôn. Bây giờ chia làm 4 nha, 4 thằng ăn. Nói chung là nó đây nó rất là cay nha, nó cay dễ mang luôn á. Thằng nào mà ăn được tôi gọi là sư phụ luôn á. Ok. Rồi thôi. Cái gì? Cái gì thằng cay hết vậy? Mày mới đi ăn nó đã lướng vậy á. Rồi đó, tôi quay cái bên đây quay hả? Cái gì? Từ từ, nãy giờ tiếng vô hả? Dạ. Ấy. Bây giờ 4 thằng sẽ ăn hết. Trong vòng 1 phút ăn hết không? Nhớ ăn hết không? Hả? 1 phút thôi nha. Ok. Hơn là tao mấy nữa. Nhanh đi. Con gì đi vậy? Ừ đấy. Lấy cái đầu á. Lấy cái đầu á. Ok anh em ơi, nói chung là mấy thanh niên nhỏ này hình như là coi clip rồi đó, là biết rồi. Nên là lúc nãy làm á, mấy thanh niên xì xào kêu là có gì trắng nhưng mà thanh niên kia không biết anh em ơi. Bạn cứ mở ra, bốn thằng vẫn giật mình như thường. Đấy, đây là một cái tờ ảo thực trên mạng á, chứ là tự mua về test thử. Mua cái này là bao nhiêu ta? Cái 65k anh em ơi, mua đã hơn một tháng, gần 2 tháng rồi, bây giờ mới có cơ hội chơi luôn ấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ kiếm nhiều đối tượng hơn nữa để mà cho nha. Rồi, ok, ấy tôi mới gài lại nữa nè anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm người để cho anh tiếp nha anh em. Nói chung là cái này cho anh chắc là vui lắm đây. Này bố này đi giật mình, tôi biết là nó biết rồi nhưng mà giật mình, nó vẫn giật mình anh em ơi. Thấy không? Tiếp tình. Nhưng là cái mặt cháu thôi, tiếp tình này. Ok. Đây anh em ơi, thanh niên sơn đẹp trai đã vô rồi. Ấy, mấy thanh niên kia không thanh niên nào dám ăn cái hũ này hết. Bây giờ tôi sẽ thử thách. Ăn căng miếng mà đã bứt rồi. Đây, thanh niên sơn bây giờ sẽ ăn cái hũ này nha. Anh em này bị ăn quá anh em ơi. Chưa kịp đó là kêu quét thường. Ừ, thường ăn đây. Ok anh em ơi. Đấy, nói chung là giờ không biết đối tượng nào cho ở đây. Con sơn đẹp trai rồi, lát nữa lên cho tiếng một lát thử nha. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tháo Gà đây. Thì hôm nay anh em ơi, mình sẽ làm một cái clip mà mình đã ấp ủ từ rất là lâu. Từ trong Sài Gòn đồ, các kiểu, rồi giờ tới đây anh em ơi, mình mới làm được. Đấy, thì hôm nay mình sẽ làm. Đó là một cái ngôi nhà bằng những cái cuộn băng keo. Đấy, thì ngôi nhà bên kia này là sao? Đó là tôi sẽ dùng những cái ống nhựa. Những cái ống nhựa mà ống nhận nước anh em, cứng cứng ấy. Như các cái đầu nói á, tôi sẽ nói lại thành hình dáng một cái ngôi nhà. Sau đó tôi sẽ quấn hết bằng băng keo. Xong rồi tôi sẽ ở trong thử, tôi coi thử cảm giác ở trong một cái ngôi nhà bằng băng keo như thế nào. Bởi vì ngôi nhà bằng tôn, bằng giấy, bằng xốp rồi các kiểu á, thì tôi cũng đã từng thử que, đúng không? Nhưng mà ngôi nhà bằng keo thì tôi chưa thấy ai làm, cũng chưa thấy ai thử hết. Nên là tôi sẽ thử làm và thử thách sống ở trong. Tôi coi thử nha anh em. Rồi bây giờ tôi sẽ đi mua nguyên liệu để về làm nha anh em. Ok anh em. Rồi, đây anh em ơi. Đây là số lượng băng keo mà tôi đã mua về đó. Làm bằng bức tường rồi nha anh em. Đấy. Còn đây là các cái cò, ấy, các cái đều nói ấy, để mà nói các cái góc của ngôi nhà.
ấy. Còn đây là các cái ống nhựa để làm cái mấy cái trậu với lại mấy cái khung nha anh em. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành vô làm thôi. Rồi ok anh em ơi, ấy bây giờ bé tôi sẽ giúp tôi làm cái khung nha anh em. Đấy, cưa rồi các kiểu rồi dựng mấy cái trụ lên là dở thôi, bởi vì mấy cái đây cả sàn hết rồi, mình chỉ cần ghép lại thôi anh em ơi. Xong tôi sẽ dùng những cụm keo ở kia và quấn lại để thế là xong ngôi nhà. Vậy tôi sẽ vô trong. Ban đầu là tính mua như đây là đủ rồi anh em ơi, nhưng mà giờ do ba tôi có một cách làm khác á, nên là tôi sẽ xuống mua những cái đèo nói khác nữa cho tiết kiệm anh em ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ xuống mua những cái lơi nha anh em. Đây anh em ơi, ôi để xem cái khung dưới này, nhìn là thấy cả đường rồi anh em ơi. Rồi đây anh em ơi, để xem cái khung này anh em, vô mà thấy ra cái nhà chưa. À, đây là cái mái nha anh em, còn dưới đây là cái mấy cái cục để giữ cho nó vững anh em ơi. Đấy. Ok anh em ơi, đây xem cái nhà đây. Đấy, cái đây cái chiều rộng của nó sẽ là 1.5m, còn chiều dài của nó sẽ là 2.5m nha anh em. Còn cái mái này là 1.2m rồi các kiểu ấy, còn cao là 1.2m luôn. Đấy, nó hơn tôi, có tới cổ thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ quấn băng keo để cho thành là ngôi nhà băng keo nha anh em. Rồi xong rồi sau đó tôi sẽ đem hết tất cả các vật dụng đồ vô. Ok, bây giờ sẽ quấn băng keo nha anh em. Ngôi nhà full băng keo. Đấy, bằng những cái trụ nhựa. Ban đầu là tính làm tre nha anh em, nhưng mà tôi nghĩ lại là mình nhựa nó lại kiên cố hơn với lại là nhanh chém hơn anh em ơi. Tre rồi mình quấn rồi này tôi thấy cực quá. Áo nhựa nhìn nó xanh điệu hơn, nhìn nó chắc chơi hơn. Yeah, rồi, ok anh em ơi, đây cái nhà băng keo tôi đã làm xong. Sau bao nhiêu tiếng nè? Gần hơn 3 tiếng anh em ơi, hơn 3 tiếng. Bây giờ là gần tối rồi, bây giờ là 6 giờ rồi. Bây giờ tôi sẽ review chi tiết nha anh em. Ấy, cái ống nhựa đây là tôi mua hết là hơn 250 anh em ơi. Còn đây là cái miếng nhựa, làm đó là mái nha anh em. Bởi vì ở trên cao băng keo mình quấn không tới nên là mình sẽ dùng miếng nhựa. Rồi, với lại là xung quanh bốn mặt là tôi dùng băng keo hết nha anh em. Ấy, băng keo hết. Còn ở dưới đây là tôi sẽ chút nữa tôi sẽ lót cái chiếu đó tôi nằm. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đem những cái máy tính đồ các kiểu rồi dụng cụ rồi vô đây trước nha anh em. Xong rồi sau đó tôi sẽ làm thử thách. Về thử thách tôi sẽ làm ở một clip riêng chứ không làm trong clip này nha anh em. Bây giờ tôi cắt một cái cửa nha anh em. Đấy, tôi sẽ cắt một cái cửa đỡ có cái đường đi anh em ơi. Đấy, cắt đây cho chút quả dán lại xem. Quá ok luôn. Cắt xong để chui vô nha anh em. Xong lát nữa có một cái đường đi. Đấy. Rồi. Tạm đi. Rồi, bây giờ tôi sẽ chui vô lót cái miếng đây đã, lát nữa tôi đem máy tính vào vô anh em ơi. Để sinh tồn trong đây. Ok. Yeah. Thì sẽ đem đồ ra nha anh em. Rồi, đầu tiên tôi sẽ lấy miếng niệm lót nha anh em. Lót miếng niệm vào trước. Ok, bây giờ là tới bưng máy tính rồi vô. Nói chung clip này anh em, tôi muốn làm một cái ngôi nhà bằng băng keo ấy khác người. À, bởi vì hồi giờ tôi thấy người đa số làm nhà bằng sắt, bằng gỗ, rồi bằng xốp rồi các kiểu đúng không? Tôi cũng đã từng làm rồi. Nhưng mà hôm nay tôi muốn thay đổi nguyên vật liệu, đó là bằng băng keo ấy với lại là ống nhựa các kiểu. Anh em thấy nó có chất không? Nói chung là ngôi nhà này thực sự là cũng mới vô tí là khá là nóng rồi anh em ơi. Khá là nóng luôn á. Tôi nghĩ là một đêm tối hôm nay tôi sinh tồn trong này là tôi nghĩ là chắc có thể sẽ bị chín luôn á, bởi vì là anh kia anh em biết rồi, nó rất là kín luôn, không có một chút hở luôn. Mà tôi đã cố tình dán hở xíu này anh em thấy không, cố tình dán hở xíu để cho nó có không khí ấy, với lại ở trên hai bên kia tôi còn không có dán anh em ơi. Rồi rồi
nhưng mà tôi đã đem hết tất cả các vật dụng vô cần thiết vô rồi, là tối nay tôi sẽ sinh tồn trong đây. Nhưng mà clip này nói chung là cũng khá là dài rồi nên tôi sẽ dừng video clip ở đây luôn. Nói chung rất cảm ơn anh em đã xem video clip này. Nếu thấy video clip ngôi nhà băng keo này hay và thú vị thì ấn vào nút like, đăng ký kênh ủng hộ cho tôi. Và anh em nào có ý tưởng nào với ngôi nhà băng keo này á thì hãy comment phía bên dưới cho tôi nha. Ấy tôi sẽ giữ ngôi nhà này thiệt là lâu để cho anh em comment ý tưởng tôi sẽ làm. Còn hẹn gặp lại anh em ở clip sinh tồn của ngôi nhà này nha. Bye bye.